Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam COVID đợt 2 đánh gục nền kinh tế. Trong báo cáo mới nhất về cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam vào tháng 8 năm 2020, Ngân hàng Thế giới đã dự đoán trong thời gian tới viêm phổi Vũ Hán trỗi dậy với các ca lây nhiễm cộng đồng cùng với các biện pháp hạn chế mới nhất, nhất là ở Đà Nẵng, chắc chắn sẽ có tác động đến quá trình khôi phục kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam vừa mới vất vả gượng dậy, chưa kịp phục hồi sau làn sóng viêm phổi Vũ Hán đợt 1, thì nay lại gánh tiếp những hậu quả nặng nề từ đợt dịch thứ 2. Theo Ngân hàng Thế giới, trước khi tình hình dịch bệnh bùng phát lại ở Đà Nẵng vào cuối tháng 7, kinh tế trong nước vẫn phục hồi dù chưa thực sự phục hồi lại ở mức như trước khi có khủng hoảng. Đây là hình ảnh biểu đồ thu và chi của chính phủ Việt Nam từ quý 1 năm 2019 cho đến quý 2 năm 2020. Nếu như trong báo cáo kinh tế bán thường niên về Việt Nam được công bố vào ngày 30 tháng 7, Ngân hàng Thế giới đưa ra những đánh giá khá lạc quan khi nhận định kinh tế Việt Nam dù chịu ảnh hưởng của viêm phổi Vũ Hán trong nửa đầu năm 2020 vẫn giữ được viễn cảnh tích cực trước mắt và trong trung hạn. Trong trường hợp tình hình thế giới được từng bước cải thiện, các hoạt động kinh tế sẽ phục hồi vào nửa cuối của năm 2020, khiến cho nền kinh tế sẽ đạt tăng trưởng khoảng 2,8% cho cả năm nay và 6,8% trong năm 2021. Nếu tình hình bên ngoài kém thuận lợi, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khoảng 1,5% trong năm 2020 và 4,5% trong năm 2021. Sang bản cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam được công bố vào ngày 11 tháng 8 năm 2020 vừa qua, những triển vọng đã bị lu mờ đi rất nhiều bởi sức tàn phá quá khủng khiếp của làn sóng viêm phổi Vũ Hán lần thứ hai. Tổ chức tài chính này cũng nhấn mạnh cần quan tâm hơn nữa đến diễn biến phát triển của dịch bệnh, tác động đến tài khóa của nó và chính sách xử lý chung và dài hạn. Cũng theo Ngân hàng Thế giới, kể từ tháng 4, số thu của chính phủ Việt Nam đã và đang giảm đáng kể trong khi chi tiêu phải tăng lên nhằm ứng phó với khủng hoảng. Bộ chi ngân sách dự kiến không ít do số thu của chính phủ trong nửa đầu năm chỉ bằng 76% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi chi tiêu lại tăng do phải triển khai các biện pháp xã hội nhằm giảm nhẹ tác động của khủng hoảng như giãn nộp thuế cho cá nhân và doanh nghiệp, cùng với nó là những nỗ lực nhằm đẩy nhanh triển khai chương trình đầu tư để kích thích khôi phục kinh tế. Ngân hàng Phát triển Châu Á và Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cũng không có cái nhìn lạc quan vào tình trạng thị trường lao động của Việt Nam và khu vực trong báo cáo mới được công bố vừa qua. Đây là ước tính của Tổ chức ILO và ADB về tình trạng việc làm của 13 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong báo cáo giải quyết khủng hoảng việc làm bởi viêm phổi Vũ Hán của thanh niên tại châu Á và Thái Bình Dương được công bố vào ngày 18 tháng 8, hai tổ chức này có dự báo tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Việt Nam trong năm 2020 có thể sẽ tăng gấp đôi so với năm 2019 do ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Việt Nam độ tuổi từ 18 đến 25 sẽ ở mức 10,8% trong điều kiện gián đoạn thị trường ngắn hạn đến 13,2% trong điều kiện gián đoạn thị trường dài hạn, tức là gần gấp đôi so với mức 6,9% của năm 2019. Trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát, sẽ có 370.000 việc làm cho giới trẻ bị mất đi. Trong trường hợp xấu hơn, con số này sẽ lên tới 548.000 việc làm bị mất. Báo cáo dự đoán tương lai không mới sáng sủa của hơn 660 triệu thanh niên khu vực châu Á, Thái Bình Dương trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là bán hàng, sản xuất, dịch vụ, ăn uống và lưu trú. Báo cáo kêu gọi các chính phủ tham gia với người trẻ tuổi trong đối thoại chính sách và xã hội và thực hiện các biện pháp can thiệp khẩn cấp, quy mô lớn và có mục tiêu. Các chính sách này cần tập trung vào các chính sách thị trường lao động như trợ cấp tiền lương cho thanh niên và các chương trình việc làm khu vực công và các biện pháp giảm thiểu gián đoạn giáo dục và đào tạo. Trước đó, vào ngày 17 tháng 8 năm 2020, truyền thông trong nước cũng đưa tin về những thống kê chưa đầy đủ từ 3 địa phương bao gồm Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa phản ánh thực trạng hàng chục ngàn nhân công lao động và lao động tự do tại đây đã bị mất việc. Đây là hình ảnh hàng loạt xe ô tô nằm bất động trong bãi đỗ xe ở Nha Trang. Các doanh nghiệp vận tải cả nước đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cụ thể, báo cáo của Liên đoàn Lao động Đà Nẵng cho biết có hơn 56.000 công nhân lao động tại thành phố bị mất việc, chủ yếu tập trung ở khối ngành du lịch, dịch vụ với hơn 44.200 người, tăng gấp đôi so với đợt dịch đầu năm. Ngoài ra, còn có hơn 8.000 lao động phải nghỉ việc từ 7 đến 14 ngày trở lên trong các khu công nghiệp và công nghệ cao.
Hội An, một thành phố du lịch nổi tiếng khác của miền Trung tại tỉnh Quảng Nam, cũng cho biết có khoảng 6.000 lao động trong ngành dịch vụ du lịch mất việc hoàn toàn. Bên cạnh đó, 53 trên tổng số 54 tổ chức công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp của thành phố cũng ngừng hoạt động. Được biết, những con số vừa nêu chưa bao gồm những người lao động tự do đến từ nhiều nơi khác. Sở Lao động và Thương binh Xã hội Đà Nẵng đã đưa ra thống kê cho biết khoảng 16.000 người lao động tự do ở đây mất việc, còn ở Quảng Nam là khoảng 5.000 người. Tại Khánh Hòa, dù không phải là tâm dịch như Đà Nẵng hay Quảng Nam, nhưng cũng có đến hơn 58.200 lao động bị mất việc hoặc ảnh hưởng trong 6 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Trong đó, 15.500 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 42.700 người bị tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương, ngừng việc, giãn ca hoặc giảm ngày làm việc. Nhiều doanh nghiệp và các khu công nghiệp những tháng qua đưa ra các phương án như giảm giờ làm trong tuần hoặc là luân phiên làm việc nhằm duy trì lực lượng lao động địa phương. Tuy nhiên, dự báo sẽ có nhiều đơn vị lao động nghỉ việc từ tháng 9 tới đây vì không có đơn hàng. Và trước khi Việt Nam đón làn sóng bùng phát dịch bệnh thứ hai, kinh tế Việt Nam đã bị tác động nghiêm trọng và chưa có thời gian và động lực để có thể gượng dậy. Đây là hình ảnh biểu đồ tăng trưởng GDP quý 2 qua các năm từ 2011 cho đến 2020. Tổng sản phẩm nội địa GDP quý 2 năm 2020 chỉ tăng có 0,36% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp nhất của quý 2 của các năm trong giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm là 6,8% đã vốn khó thực hiện thì nay mãi mãi chỉ còn nằm giấc mơ với sự trở lại của virus corona vào hồi cuối tháng 7. Trong báo cáo tác động của đại dịch viêm phổi Vũ Hán đến tình hình lao động việc làm tại Việt Nam được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, gồm những người bị mất việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Và thu nhập bình quân tháng trong quý 2 năm 2020 đã giảm mạnh nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tỷ lệ thất nghiệp trên cả nước tăng 2,13%, khu vực thành thị tăng 4,46%, lao động nữ, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp hoặc không có trình độ chuyên môn kỹ thuật và lao động làm việc phi chính thức bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Với lời hứa của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc không để những người dân nào bị bỏ lại trong công cuộc phát triển đất nước cũng như chiến đấu với bệnh dịch, gói hỗ trợ đầu tiên 62.000 tỷ đồng của chính phủ Việt Nam tiếp tục để triển khai cho dù tình hình ngân sách căng thẳng với dự báo thâm hụt trong năm 2020. Trong đó, 17.500 tỷ đồng đã được phê duyệt trợ cấp cho gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng tính đến ngày 27 tháng 7. Vào ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định một lần nữa là gói hỗ trợ sẽ được triển khai nhanh hơn, trúng và mở rộng hơn nữa, hiệu quả hơn nữa. Trả lời phỏng vấn của đài RFI nước Pháp, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, lần này về mặt chính sách xã hội thì chính phủ Việt Nam cũng đưa ra những chính sách kịp thời. Tuy nhiên, khi thực hiện thì cũng còn chậm trễ nhất định, bởi vì còn phụ thuộc vào việc người ta thực hiện các thủ tục đăng ký cần thiết, rồi cách thức thống kê nhiều khi chưa thật rõ ràng ở từng nơi. Đây là hình ảnh 6 đối tượng được tham gia gói hỗ trợ an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Trên thực tế, việc thực hiện còn tồn tại nhiều bất cập, nhưng vẫn có một số người dường như không được nhận hoặc không đủ tiêu chuẩn để được hỗ trợ do làm nghề tự do. Thậm chí còn có trường hợp một số vụ hộ nghèo phải gửi tiền trả thuốc cho cán bộ địa phương thì mới nhận được trợ cấp. Hay về mặt thủ tục, thường đòi hỏi người cần hỗ trợ được có những chứng minh nhất định, vì nếu không có chứng minh, ngay cả chính quyền địa phương là nơi thực hiện việc cung cấp hỗ trợ cũng bị lúng túng và người ta sợ có thể lại đưa nhầm cho những người mà trên thực tế không bị dịch tác hại. Vì vậy, chính phủ xem xét và có những giải pháp thực tế hơn hoặc giảm bớt những thủ tục. Bởi vì nếu thủ tục dày dặn quá thì nhiều khi trợ cấp cũng không đến được tay một số người lao động. Và đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng đặt ra việc phải xem xét lại mô hình lao động, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế phi chính thức, để có được những quy định cụ thể phù hợp với luật pháp, vừa để đảm bảo quản lý lao động tự do, vừa để đảm bảo được quyền lợi cho họ trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2020 với bản tin Việt Nam, viêm phổi Vũ Hán đợt 2 đánh gục nền kinh tế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de